Xong xóa cũng bà mà cần về tìm ra mũi bà này cần sắc xa ông bì wheel spinner bà này không Unity2d. Anh chân ở nơi khăn ông vẽ chá nhưng mà anh sắc xa ông bì ca bằng cát bà này chân chèn cả đôi chì dương màn mà cần ở bà tè hay dương bà này cần ở handle. Còn bà tay được khiêm cả tôi trong video khi mà anh dễ thà dương nơi mình bánh hà tẹt tông chung bà này handle dương thật sẽ script bà mình chẳng tế vì vòi tờ tàm wheel spinner rồi bỏ dương. Đôi thì bông 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 bông. Vì thế hỏi bà lấy dương cho một cái min camera mình tìm hỏi dương cho một cái spin manager script để dương mình bật cơ này. Hồi khi tập bộng kế bỏ khi mình thử cả bật bản nữ function tầng ổ, ở mơ tới kinh sản lạc chế. Hồi khi mình thử cả nữ handle mùi được chứ này khi mình dựa thật. Sử dụng lại field private transform khi mình dựa thật handle. Hồi khi mình thử cả nữ vector stream mùi đồng bày dương chùm nằm bản nữ handle nằm bày đề về start. Mình này thà, nó bây giờ game, nó bây giờ dân bạc tập bốn, bà bây giờ thua cả set nó position handle nó cho tất cả vector 3 đồng bây giờ vì chùm 5 nó position nó bảo vệ. Anh chẳng rõ bây giờ bắt đầu bà viết nó thua cả update là hốt bà nó khăn nông dân bì bố dân thật sẽ function nó khăn update. Anh chẳng rõ bây giờ bắt đầu position viết nó thua cả update tất cả position để bây giờ remember nó. Bởi chứ này hỏi dân là bây giờ bây giờ remember position dân còn là dễ thật private vector 3 hay cái này khiêm là dễ thật private vector 3 remember position. Ok. How à với thì dương tới thử bà khi mà thử cả cho từ căn private void start cái này đây chỉ function lăng để bằng cả là đòi như nó đi. Hay nếu không đi bà à với thì dương tới thử dương còn là gì thà remember position and set equal to handle bà dot position bà. Nếu bây giờ dương bà game từ 4 bà, nếu bây giờ dương bà game từ 4 bà với dương thử cả set nữ vector 3 position là bỏ viên này bà cho từ căn vector 3 này. Đồng bây chạm bản là position chạm bảo vệ. Hai, nếu bây đài dân chấp đám spin vô bảo vệ thì phải cả update. Vì dân thực bảo vệ function mới tiết đồng bây bị update khô bê với lý ai set bảo position bảo vệ tất cả position là dân bản set đồng call bí tập bổng nâng. Và set tất cả position đang chọp hồn chẳng ấy vì mình đổ bảo vệ mình đổ. Đối chứ này hỏi dân chốt một căn khổ mở. Hai, nếu căn khổ này khiến mình cần là private boy mới tiết đầy dễ thà set handle position. Hãy nơi khăn nâng nâng bạc hiếm nâng dễ thà ở handle position handle dot position and set equal to remember position bạc hãy ta bắt nâng sẵn bạc bắt nâng sẵn. Ok hãy ở vậy thì dân tới thuê bài dân thử tại hãy nữ set handle position ý bạc cho tự khăn nâng private boy update này được chứ này hãy nơi khăn khổng start spin ý bạc hiếm nâng dễ thà set handle position, bạn set handle position. À lấy dân sao all máu hay dân tập từ căn unity mình tính máu hay nơi pe được khiêm pre play là bạn. Cứ vì năng lực này cả fine thôi mà đã. Có bàn tay với nâng miên pa nhà mùi tiệt bạn. Bàn tay dân mơ mình tính sẵn bạn. Dân mơ position mình tính sẵn. Ok. Ở những mặt toàn mang tin là handle control. Đại sao ta này không miễn camera đi bà khi mà mình cần handle mùi để chỉ transform chẳng ấy khi mà thử tiên bà nữ handle này cho tôi cần handle này để chỉ transform anh chẳng kì chỉ handle này dùng mặt bà cần đi bà tiên bà cho máu cho tôi cần handle transform hồi à lời này bà dùng play khi mà tay bông bột mơ mình tìm. Ok à bà khi mà spin ở lời bà cứ khi mà nó cả lại nha, nó cả lại những cái này bà bị ọt vô ọt tần này mà nà tiệt đấy bà. Còn bằng tay vì anh chạy bằng con ở khả năng ta vì trời vì trời. Còn bằng tay vì a rotation là bỏ handle là bỏ dưỡng đi bà vì trời tại nơi thuê dạng mách bà vì bố ta bởi xuống đi khi em maximize ở đó khi ta bởi nhóm chỗ thì càng handle là ở khi ta vì dùng viết bằng chạy bà hay bởi nhóm chỗ mà càng chỗ thì càng handle chỗ thì càng inspector chỗ thì càng transform người ta ít như vì xôn vái vì xôn thời có bằng tay xí như vì tôi chỉ đọ vào mũi trên buồn mình vì bố bị khóc mẹn bà hát ấy bởi khóc vì bố bị khóc mẹn bởi dương mơ mà khi nhớ bà khi nhìn viết cao mà tìm chạy bà dương thử set the zone như vì smile vậy
về sâu ní mình thở ở với ta nhìn chân mình cái lại nó nhìn thở update với mình tịch bà nhìn thở update với mình tịch đại dương về tha bờ sân chia C rotation ní bà bờ sân chỉ về thống chân sâu nó bị tu chân sâu chân update về không dẹp bề mà sẽ khác nó bị sạch sâu mình có mọi việc nơi con chẳng cái nào con chẳng bia mơ tới giọt khơi đuôi nhà phụ huynh bà vì vì anh mơ được là bị ta handle bật bật gọt vì những đuôi viên chẳng bị con chẳng mình là việc khó bà việc khó script vì cho nên hỏi bà à lấy dương cho một cái script dương mà tìm máu hỏi dương cho tới cần line đại set handle position ấy dương bạc if statement mà tìm là bị dương chạy cái này dương đừng dễ thả if handle bà dot rotation bà dot rotation dot c is greater than 0 rồi có handle but dot rotation dot c is less than 0 anh chẳng bật sân dì rotation là bỏ viết dot c ní về thông những sôn rồi có rotation là bỏ viết dot c ní bà vì tui chừng sôn đối chứ này hỏi viết phơ ca hai nữ ai nôm rễ thơ đồng bày đi xe là position là bỏ viết nó càng khổ đối chứ này hỏi bà khiến ta là bắt tới khi em ai ta xe này khi nó ní cơ bản này khi em còn này xe thì khi em còn này vậy thì handle dot rotation chứ bà and set equal to a new quaternion hay này khi nó ní khi em ai vậy là zone f xâm nhập h zone f xâm nhập y zone f xâm nhập c zone f xâm nhập w khi em ai ta xe chẳng bản còn một tay việc bán này còn một tay việc reset plim hay bảo viết thử vì thử nó vô mà vì reset vì cái nào vì reset plim nhưng mà rộng thả vì đôi chỉ ọt thử cho mùi nâng game nó bỏ dương bà vì reset plim vì ọt thử cho mùi nâng game chuyên ca tới vì thử nó vô plim vì reset plim chẳng mơ tới đi ọt xóm bà cái này chẳng là dương trăm dương lẹ cái này mùi thả được trăm để dạp bèl sống chất phèm sẽ khen đi có sống đi có mùi sẽ khen này chẳng là bày vì reset để cho nên hãy dương bà cao là ai enumerator mùi bà nó khăn khôn đi đó dương dễ thả ai enumerator hồi này không biết khi em đang dễ thả vết hồi khi em đang bằng cách bà nó float mũi hồi khi em đang thả nó underscore time bà hồi và tao một tiết bà khi em đang dễ thả system dot action hồi được khi em dễ thả none callback hồi này càng cao đi phong đá bà khi em đang dễ thả ok khi em đang dễ thả yield return new wait for second hay khi em đang dễ thay underscore time đang chờ mà bà anh chẳng ai nói mà để thay cái này bài cứ chỉ function mỗi đặc biệt dùng bằng cao sản phẩm dùng trăm để dễ pel dùng bằng cao bằng sản phẩm trăm để dễ pel là thay trăm để dễ pel mà anh chẳng bằng việc phải cả bà execute nữa tầm rộng ấy mỗi để dùng trong bằng cao bà cứ ai enumerator này hàng này bà được cho nên hỏi cái này bà khi mà nghĩa thật if bà if nan callback này doesn't equal to null hỏi nơi khăn khôn cái này khi mà nghĩa thật nan callback invoke bà invoke nơi mình này thật viết nên phát cả invoke nơi reference tỏ tiết đại dương ta sẽ đặt khăn khôn này bà chẳng tùm nông bộ phân nâng cơ chìa function bà xâm đạp dương chăm này đi bây môi đầm bà dương execute bà nơi reference tới mục tiết đối với này hỏi bà à với đi dân tới thua của tàu tiền bà khi mà thưa ca ở cắt nơi tầm rộng lại này handle the rotation ấy nhưng cắt chẳng nó chất control x cắt hỏi khi mà nghĩa thà start coroutine hỏi nơi không start coroutine này bằng đá bà khi mà nghĩa thà về nơi ai yên ông này thà về đi châu máu đòi khi mà nơi fantasy chẳng có đúng hỏi khi mà đã nơi địa p để dân thời chém cứ khi mà đã nơi địa p mà sẽ khen hỏi về top địa p mà sẽ khen khi mà bang nơi fantasy equal creator Colibrasis hay dương cho bà toàn máu được khả năng Colibrasis này phong đá khi em đang thưa ca pass nơi à tầm rung để khi em ăn cắt môn nắng bà đạm màu bình anh chè anh chẳng mình này thà bật sân chìa rotate bà handle rotate dot c bảo vệ thông chiên sâu nó bị tu chiên sâu chẳng ở chỗ bác chiên năng bà handle dot c nó là cái loại nào bởi ta nhóm chúng cá nhóm anh dễ những bông bọt đằng bà dương cho mà can unity bạn là handle dot c này cứ bạn là không red transform này bạn cứ chia rotation này bạn dot c này bạn để cho bạn vậy một lần bớt như vậy vì cái từ zone tầng ở bạn được cho này hỏi bạn bớt dần như việc thông những zone được có vì tu chân zone bật mẻn bạn viết lên phơi kẹt viết lên phơi cả jam bạn để giải p mà sẽ khiến một lần việc phơi cả execute bạn nữa
ទម្រង់នៅខាងក្រោមនេះវានឹងធ្វើការ set បាទនៅ rotation របស់វាទៅ0 0 0ទាំងអស់បាទអូខេ perfect ដូច្នេះយ៉ាងណាមិញបាទ set handle position នេះវាយើងធ្វើការ update វានៅក្នុង set handle នៅក្នុង function update យ៉ាងណាមិញវា update គ្រប់ពេលវេលាបាទឲ្យតែវាខុសនៅ rotation.c គឺវា update គ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះហើយឥឡូវយើង save បន្តិចមកហើយយើងត្រឡប់ទៅកាន់ Unity ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការ test ឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាបាទអូខេហើយនៅពេលដែលខ្ញុំ press play ឥឡូវបាទគឺថាដូចជាអត់មានអីទៅ set ទៀតបើខ្ញុំ start spin បាទឃើញថា spin ធម្មតាអឺខ្ញុំនិយាយថាប្រហែលជាយើងទាញបាទយើងដូចជាយើងដូចជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចយើងត្រូវ scale នៅអឺយើងដូចជាត្រូវ scale នៅ handle នេះយើងទូចជាងបន្តិចបាទហើយដាក់វាឡើងមកកាន់ខាងលើបន្តិចបងប្អូនអរគ្នាជួនកាលទៅវាទូចពេកវាមិនសមវាមិនស៊ីជាមួយនឹង wall ព្រោះតែយើងមើលមកកាន់ wall ឥឡូវ wall វាជា collider ដែលយើងបានដាក់នេះវាមាន collider ដែលយើងត្រូវដាក់នេះវា collide ជាមួយនឹងhandle handle របស់យើងក៏ជា collider ដូច្នេះហើយបងប្អូនអរគ្នាកន្លែងនេះខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថាខ្ញុំនឹងធ្វើការចូលទៅកាន់ handle ហើយខ្ញុំ resize វាបន្តិច size របស់វាគឺថាវាធំពេកបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំនឹងធ្វើការបាទទម្លាក់បាទនៅ height របស់វាពី80នេះបើសិនជាខ្ញុំចូលមកកាន់ handle បងប្អូនឃើញ handle ឃើញនៅកន្លែង inspector rectangle របស់បងប្អូនឃើញ height ហីបាទហើយកន្លែងនេះគឺជាកម្ពស់កន្លែងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបដូរវាបាទពី80នេះខ្ញុំអាចដាក់ថាធំ60អញ្ចឹងតាមប៉ុណ្ណេះបាទហើយជាមួយខ្ញុំដាក់ធំ70បាទ70ចេះទៅចុះបាទធំ70ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការចូលទៅកាន់ capsule collider 2D ដោយខ្ញុំទម្លាក់ size នៅ y របស់ capsule collider 2D ដូចគ្នាបាទពី60នេះខ្ញុំដាក់ធំ50ហើយខ្ញុំនឹងទាញវាឡើងមកខាងលើបន្តិច y កន្លែងនេះខ្ញុំទាញវាទម្លាក់ឡើងមកខាងលើមើលទៅវាស្មើតាមប៉ុណ្ណេះបាទគេនៅទូចទេបាទអញ្ចឹងទំហំនេះវាយ៉ាងណាមិញ x នេះវា2អញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់ថាធំ5តាមប៉ុណ្ណេះឬខ្ញុំអាចដាក់ធំ8អូខេ8តាមប៉ុណ្ណឹងជាមួយខ្ញុំដាក់6ចុះអូខេ6ហើយខ្ញុំទម្លាក់វាចូលមកកាន់ក្រុមបន្តិចទៀតឲ្យធំស្មើនឹងចេះមើលទៅឃើញ smooth ទេបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញឃើញ collider ឃើញ smooth ហ៎បាទដូចយើងប៉ងក៏ពើមើលទៅឡើង smooth ចាំងនៅចុងស្រួចរបស់ handle របស់យើងអូខេធំប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការខ្ញុំអាចថាធំប៉ុណ្ណឹងទៅចុះអូខេធំប៉ុណ្ណឹងហើយបើខ្ញុំ press play ឥឡូវចាំមើលតើវានឹងមានរឿងអីកន្លងពីពោះមើលតើវាគៀបឡើងទៅគាត់បើជាងមុនអូខេអូខេនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានអូខេធំប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះហើយបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងវគ្គការដែលយើងសិក្សាការដែលយើងសិក្សាយើង add នៅ script នៅ handle នេះគឺនៅក្នុងវគ្គនេះតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនអរគ្នាហើយនៅក្នុងវគ្គក្រោយបាទយើងនឹងចាប់ផ្ដើមឈានចូលទៅដល់ការ calculate នៅការដែលយើង move ទៅហើយការដែលយើង spin នៅពេលដែលវាឈប់ទៅវានឹង collide ជាមួយនឹង slide ដែលយើងបានបង្កើតមកកង់ហ្នឹងតើវានឹងចេញជាស្អីហើយវាគុណគូបុកដកគុណចែកទៅយើង calculate ប៉ុន្តែវាមិនប្រវាក់ទេបងប្អូនអរគ្នាវាស្រួលទេតើវានឹងចេញជាអីហ្នឹងយើងត្រូវ calculate វាដូច្នេះហើយបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គបន្ទាប់បាទដែលជាវគ្គ calculate peace